Như vậy là ngày thứ tư, một buổi sáng trong rừng bắt đầu với ba anh em. Chiều hôm qua bên cạnh cái lán trại tụi em có hái được một cái chùm quả. Quả này gọi là vú dịa dây này cả nhà. Đấy. Những anh chị nào mà ở miền quê á thì chắc là biết cái quả này. Nó chín màu vàng đậm như thế này nè. Ăn rất là thơm nha. Tuy rằng hạt nó hơi nhiều nhưng mà ăn thơm lắm. Mình uống cái nước thần dược này tối ngủ ngon. Sáng thức dậy cà phê pháo xong mấy anh em nấu lại con gà cò hôm qua. Qua đâu ăn đâu. Sáng lại nấu cháo. Còn con trôn thì còn nửa son ạ. Ăn sáng xong thì anh em lấy cái số 6 thành phần ngày hôm qua hái được. Mình sơ chế lại rồi mang về nhà. Xong thịt luôn. Trong thịt nữa hả? Được hả? Xong thịt. Đây này, chưa được, chưa được, chưa được. Không được đâu. Lên sang. Lên sang này. Tổng khâu này lắm á nha, thì áp lực lắm á. Lớp cá như lõ luôn à. Lên đây hầm luôn cho. Lên hả? Lên này. Ôi khẩu ồ. Đang trong nước ta. Ủa đấy. Rim rim lửa. Lên nước à. Vào trên khô đó. Điểm tâm xám của anh em. Điểm tâm xám của ba anh em. Điểm xám này chắc lượng quá chắc lượng. Lại anh tiếp tục. Lại anh. Toàn tập anh không à? Toàn tập anh. Điểm tâm này điểm tâm nem sao ạ? Không anh à không được ạ. Giờ đem mời nhà dùng sáng nhá. Mời nhà dùng buổi sáng nhá. Nói nhà anh cháo gà buổi sáng nhá. Buổi sáng đơn sơ. Gà mà nhầm tao hầm đi lầm được ạ. Con gà cô ạ. Thế mà nhớ coi. Chùa mùa xa. Thì ôm ôm. Biếu lắm á. Ôm ôm thích anh lắm. Nên thì anh mở giỏi á, chứ tôi gặp mở tôi không muốn mà không muốn đâu. Thì phải cho mở em không được, nó thì béo quá. Mở anh không. Giờ trong đây ba anh em khoan anh ôm nhất ôm mở cho. Mình mập mập đây mình phái em mở. Cháu chàng, ôm cái lên anh cái mơ rồi. Đu theo không? Lên đây. Cậu đó hả? Ngại gì he. Lên đây lấy cái đuôi nhường cho đỡ là quất cái đuôi đó. Đó. Đấy, đúng rồi. Ôi, gồng mũ không? Trời ơi. Làm luôn ơi, chào cái cãi ơi. Rồi tao lấy cái đây à? Tao lửa. Ở đây, cái đây này. Cho chị tao ạ. Ui. Chạy không ô, một sống. Mình quay anh thì anh chặt anh tất sản á. Mê đâu, mê chặt hết rồi mà. Anh chia hết rồi mà. Chia hết rồi, chia tài sản hết rồi. Tài sản hết rồi mà. Còn nghèo lên còn chia cho mang hốc dầu hết chia nha. Đúng không? Nhiều đừng tiền thi nữa nha. Đây. Cho camera này. Đấy. Ôi trời ơi. Làm sao cái camera nó quay cho giỏi chứ không đỡ đi té dắp tém nữa. Có dữ có dữ. Thấy nó bò rồi thấy tẩu lắm. Hết rượu cho mình càng mòi hơn. Anh nghe chứ rượu bia gì mới sáng mà. Giúp đi. Lúc này không có bia uống mà lo gì chỉ mấy hi. Mình lại lại mà. Từ từ mình tính. Cảm ơn. Nhẹ nhàng ơi. Lại dứt cái mạnh lên. Nè. Xin thứ nè. Mời nhà tém cái đuôi nè. Được không? Cũng được. Cũng được nha. Mời cả nhà làm miếng mỡ trong cái Sọc ạ. Ngon. Ngon. Được cái bài. Béo mà nó ngọt hả nhớ.
Ừ. Dài đây, sao mà dài luôn. Nè, đấy vậy. Gì đâu. Ồ dài. Bây giờ hết chiều nó. Vô ngọt dữ ta. Ngọt có gớt, nó có bán đường mà ngọt dữ ta. À cha trời ơi. Dài quá dạ. Nóng quá. Ừ. Ngồi chút được, nóng quá nóng ơi. Ngồi. Máu nhắc lên anh liền mà. Qua đã. Ngồi rồi. Nóng quá nóng, chịu nóng. Trời chút nước cháo rồi. Ừ. Cắm nó mới đã, thấy không? Không có được nhiều. Ừ, không có lộn ngập mơ cũng mơ mà. Chấm ngập là ngập xuống hả? Là nóng quá nóng nè. Mạnh dội cho nóng quá nóng hậu. Thì dứt cái cánh đó hả? Cánh nó là nóng. Khó rồi. Khen rồi nha. Cho khó mày. Thì rửa lắm. Dạ hả? Ừ. Biết cái da thì không, như cái đuôi gần hết à. Mời nhà thiết này. Nó đẻ vào đẻ thì quên luôn. Tại anh cắt á. Mời nha nha. Mày mấy nghiêng phải cho giữ rồi đó. Đi bà. Gần hàm mới cho giữ vô à. Xương cánh mà. Chất lượng không? Đúng hả? Sao mà ngọt ạ? Thành thủ dữ ông hết nè trò tàn hết tàn không đi qua không đã thì tròn húp trong châu gà may quá qua đã rồi thấm không ngọt thấm. Ăn vậy thôi chứ mấy sao mấy bà chịu cho nổ. Thành mấy bà chịu nổ vậy? Đấy vậy giờ mấy bà không ấy đâu cho mấy bà ăn đâu mà mấy bà có sức bổ sung đúng không? Giờ tháng đèn đỏ. Chết à. Ở đâu đi học mấy bà ta chữ. Chữ nó sẽ sao vậy? Thực ra mình sai hoàn toàn. Tôi tìm đến không? Ừ, tao dẫn tới. Từ mình ngầu ấy từ đi tới luôn mà nếu tao không đi xuống nó lên tới mình luôn á. Ừ. Tao chỗ mình ngầu luôn á. Theo bờ đấy. Nó đi miết luôn mà. Nên nói chung cái đây đúng hơn là đầu năm ông tặng cho con này. Ủa, sáng sớm anh em làm nguyên một con gà cổ ấy. Một ít thịt trộn còn lại. Không nói mà. Dùng tráng miệng buổi sáng luôn. Ăn sáng xong á. Mấy anh em soạn lại cái dược liệu 6 tấm phân này. Mình cắt gọt cho nó gọn gàng. Rồi mình phân ra, mình rửa sạch rồi để gửi cho cô chú anh chị cả nhà mình. Cái chuyến này anh em thu hoạch được chắc khoảng nếu mà làm sạch sẽ ra tầm 5-6 kg thôi. Khoảng 5 kg đổ lại. Anh nói chẳng có đi ở không? Nói con tạm thời con anh à, nó đang lên sâu á. Đâu đây? Tại mình là sâu ở ha, nói cười ha. Ông Quỷ ông chỉ đâu? Cái hồi ảnh đi vậy anh ở lại hay gì à? Nói ở lại chứ.
rập vào đấy mà sao ba năm nay còn qua thì nó mau lớn đúng không? Cái đây hơn làng rửa không? Ừ. Nếu mà khô ấy mình ngay ngừa thì mình uống 330g khô, còn tư thì 60g đây là hơn làng rửa thì nó tầm 60g trên 3 lít nước không? Đâu con lít rửa à? Ừ. Lít rửa nước à? Em làm nửa củ đây. Nó có cái củ nhỏ không? Đấy. Ừ. Nó cần tiện không? Đó, khô cũng quên bỏ lại đây đâu ta. Khô đốt vậy. Rồi, ơi xê. Củ ruộng này 50g hơn. Ừ, 60g em cho 60g ấy. Ừ. Ừ. Nửa lạng nấu một ấm nước 1 lít rưỡi là vừa. Sáng rồi. Cơm mỏng quá. Mấy anh em mời nhé, ăn cơm nhé. Tiếp tục rau. Mềm mắm hay là nó khô? Ôi dồi, ngon lại mẹ. Ngon hả? Sao cháy hả đâu? Trời trời đồng. Anh không tao nhớ được đấy. Đẩy qua đây đấy. Cũng ai vô. Mình chiên cơm là đang phải vừa tầm cái son ạ. Nó mới ngon ạ. Chiên cái chảo ấy. Nhiều quá. Chiên chảo nó rộng quá. Ngon. Cứ một chuyến đi mà chiên cơm 7 ngày luôn á là cái cơ bắp nó lên á. Mệt ha. Bó tay luôn à. Cơm à. Chiên bó tay luôn á. Xà lách cũng cũng dưa leo, kè hả? Ừ. Cũng thấy dưa leo ấy. Có dưa leo trước á. Nè. Nè. Ăn cái này. Xà lách hả? Đây mình gọi là xà lách hả? Xà lách. Xách bằng tay. Củ kè là dưa leo được không? Củ kè dưa leo vô, chứ không có thịt nào nha. Ớn thịt đâu? Ớn thịt đâu? Chỗ trộn lên thì... Không có ai. Ớ, thịt ớ. Ớn rồi nè. Ớn à? Ớn ớn như chiều này có thịt của anh nhớ. Anh có.
Bà hả? Ừ. Hợp lý hết trơn. Đấy. Hợp lý đâu? Hợp lý. Đừng làm đi được. Đó rau hầm mà không có cơm anh ấy. Ừ. Sáng ghế đó mà. Có cơm ăn mà không có ăn hết. Một càng ráng mà nhiều cơ chứ hả? Đây là lấy dít rồi nấu lấy giang rồi nè. Nó mọc con cơm này nhiều cơ. Thế thắng mà anh? Ừ. Nó. Sao mà. Nhiều lắm. Bùi 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 đó mà. Nhiều cơ chứ hả? Nè. Ăn sáng xong mà anh em leo núi. Trên đường đi thì bác gặp được một cái tràng đất dài á. Cây la dít nó mọc thưa thớt trên này nhiều. Đây cả nhà. Cây la dít thì mình trồng về để mình dùng làm thực phẩm, mình nấu canh quế, canh chua, cá hoặc là nấu với lòng gà, nấu với thịt gà là ngon tuyệt vời luôn. La dít thì nó thích hợp khu vực ở bông râm á. Anh chị mình về nhà trồng thì mình trồng ở dưới những cái bông râm á, sâu những bụi chuối đó ạ. Còn trong rừng thì nó ưa bông râm này, nó phát triển rất là tốt. Ở nhà thì có một cây la dít như thế này thì mình dùng nguyên liệu để nấu canh chua là ngon lắm. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu trồng một cây la dít như thế này để sau những vườn rau của mình thì liên hệ cho em nha. Em đưa số Zalo ạ. Anh chị nào cần thì liên hệ em. Có thời gian em sẽ bứng cây này về em gửi cho cả nhà mình trồng. Những thì ho. Bây giờ thì lên núi đi tìm cây thần dược 6-8 phần. Hôm qua đi không có gặp nhiều. Sáng nay ba anh em ăn cơm xong rồi dỡ cơm theo luôn. Quyết tâm trong ngày hôm nay sẽ thu hái được thật là nhiều. Có gửi cho cả nhà mình. Đây không phải. À, giò thơm biết luôn. Đây không phải. Buổi sáng thì leo lên đỉnh núi, chiều khoảng 3 giờ chiều mặt trời gần xuống núi thì anh em lóc cóc đi xuống đi rừng gà đi tìm nguồn thức ăn tự nhiên cho buổi tối. Xong kêu đỏ.